Lớp mình ơi! 10! 12! Xe! Giờ cô sẽ phát cái này cho các bạn nghe ước mơ bạn nha. Ước mơ xe và ước mơ đồng. Nhớ là ước mơ nào xịn sò lên nha. Để mai mốt có giàu với cô nhờ nha. Giờ đây còn lại mình ta.